ca sĩ Dương Đình Trí ngoài cùng bên phải phóng viên, đại trượng phu của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy vừa tổ chức một buổi giao lưu tại thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu về một dự án sợ hãi doanh ăn ớt của rất nhiều năm. Nhân dịp này, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy ở giữa phóng viên, cùng người thân, đồng nghiệp thân thiện cũng có mặt từ sớm để tầm thường vui với Dương Đình Trí. Nghệ sĩ cải lương gốc Vĩnh Long cho biết từ trước đến nay cô luôn tin tưởng, ủng hộ đại trượng phu khi phát hành sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Khách mời gây xem xét không tầm thường hero chính là diễn viên Quốc Thái ngoài cùng bên trái phóng viên. Từng là khuôn mặt không xa lạ trên màn ảnh cách đây 15 năm và là người tình của Tăng Thanh Hà trong phim Đình Đám Hương Phù Sa, nhưng sau khi kết duyên và ra nước ngoài sinh sống, anh hạn chế lộ diện trước đám đông. Với lần riêng lẻ đi sự khiếu nại, nam diễn viên sinh năm 1974 vui vẻ chụp hình kỷ niệm cùng các đồng nghiệp. Hiện tại, ngoài dành nhiều thời gian đi du lịch hưởng thụ cuộc sống, Quốc Thái cũng tập trung sợ hãi doanh và chưa có dự định đóng phim trở lại. Từ ngày xác nhận đã lập gia đình cuối năm 2017 phóng viên, Quốc Thái vẫn kín tiếng chuyện đời tư và chưa một lần tiết lộ danh tính bà xã. Ngoài nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, Quốc Thái, sự khiếu nại còn có sự góp mặt của ca sĩ Nam Cường, diễn viên Thanh Trúc, vợ chồng Kali Thanh Duy, diễn viên, người mẫu Thanh Thức.